Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Nokia C20 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Đây là một chiếc điện thoại có mức giá niêm yết rất là rẻ luôn, chỉ rơi vào khoảng 2.090.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Sellnet, các bạn kích vào đường link mà mình đã để ở phía dưới phần mô tả của video thì các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá là 200.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá. Nghĩa là giá các bạn mua sổ này sẽ chỉ còn là 1.890.000 đồng. Vậy thì với mức giá rẻ như vậy, Nokia C20 nó sẽ có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là ở ngoài hộp các bạn có thể nhìn thấy cái dòng chữ Android ở đây đúng không nào? Đấy, và cái dòng chữ đó là hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 2 năm. Trời ơi, một chiếc điện thoại giá rẻ như này mà được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 2 năm là cũng ổn đấy chứ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó đang chạy Android Go. Nó sẽ có một số những thông tin, các bạn có thể nhìn thấy luôn này, đang chạy Android 11 Go Edition, cũng là một trong những cái phiên bản mình nghĩ là cũng rất là mới của Android, nhưng mà Android Go thì nó nhẹ hơn Android thường. Đấy, nó sẽ có màn hình với kích thước là 6,5 inch, độ phân giải HD cộng. Thực ra là với cái tầm giá này HD cộng là cũng gọi là cơ bản ở trong tầm giá rồi, nhưng được cái là màn hình này là màn hình lớn. Viên pin là 3000 mAh, 3000 thì rất là bình thường thôi. Rồi chúng ta sẽ có camera là 50 megapixel cái thứ này, rồi chip chiếc cái thứ ở đây này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mở hộp thôi nhá. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 2, bộ nhớ trong 32. Rất là may mắn khi mà ở thị trường Việt Nam họ không trang bị cái phiên bản RAM 1 bộ trong 16. Ở nước ngoài thì có phiên bản RAM 1 nữa nhé các bạn nhé. May ở Việt Nam phiên bản RAM 2 đấy, RAM 2 bộ trong 32. Được chưa? Bên trong này chúng ta sẽ có những gì nào? Đây. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này. Đấy, bởi vì là đây là một chiếc điện thoại hàng chính hãng mà. Đấy, chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng dẻo nữa. Ô, đủ phết đấy nhỉ. Ốp lưng dẻo này để bảo vệ máy tốt hơn này. Đấy, chống xước rồi chống va đập các thứ này. Ô, có cả tai nghe nữa này. Trời ơi, tai nghe này giống kiểu cái tai nghe Lumia 520 ngày xưa của bọn mình thế. Kiểu như vậy. Rồi, chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn micro USB. Lâu lắm rồi mình mới thấy một cái điện thoại chuẩn micro USB như này. Rất là cũ và tương đối là lỗi thời rồi. Và chúng ta sẽ có một cái củ sạc ở đây nữa. Củ sạc này sẽ có dòng ra là 5V 1A. Đây là củ sạc rất là chậm thôi. Đấy, nếu không muốn nói là siêu chậm. Đấy, củ sạc này các bạn mang về sạc những cái điện thoại như là iPhone 7, iPhone 6, 6S các thứ là cũng hợp lý đấy nhỉ. Đấy, tận dụng được luôn, sạc chậm nha các bạn nhé. Đấy, nhưng mà được cái là phụ kiện thì gần như cũng chả thiếu cái gì cả. Đấy, và xem miếng dán không? Có luôn này, ôi trời ơi, có luôn cái miếng dán màn hình luôn này. Đấy, có luôn ở bên ngoài này nhá. Nghĩa là về nhà không cần phải mua thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào cả. Đấy, tuy nhiên hơi đáng tiếc, đấy là cái phụ kiện nó thì sạc chiếc thứ cùi quá. Ui, viền dày chưa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này nhá. Quay trở lại với Nokia C20 thì điều đầu tiên khi mình cầm cái chiếc điện thoại này trên tay đó là tương đối là đầm tay. Khối lượng nó sẽ rơi khoảng 191g và độ dày thì là 8,8mm. Mình tương đối bất ngờ bởi vì là chiếc điện thoại này chỉ có viên pin là 3000 mAh mà nó làm to có thể dày như này. Đấy, bình thường là nếu mà với cái khối lượng như này thì người ta toàn pin tầm khoảng 5000 với cả ấy các thứ thôi, nhưng mà đây con này pin có 3000 thôi. Đấy, thì đấy cũng là một cái điểm mà mình chê nhá. Đấy, tuy nhiên là cái mặt lưng của nó này thì nó là cái loại mặt lưng nhám và nó kiểu là dạng nhám sần như này. Các bạn nghe được không? Đấy. Đấy, nghe giống kiểu là tiếng người ta cọ tay vào xốp ấy. Và cầm lên thì rất là bám tay, nó sẽ ít để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn so với cả những loại mặt lưng bóng. Đấy, còn loang ngoài thì nó sẽ đặt ở đây nhé. Và nó sẽ có một cái chấm nó nhô lên như này để khi các bạn đặt xuống như này nó kênh lên một chút để các bạn có thể nghe được loa một cách rõ ràng hơn. Đấy, nó sẽ có cái loang như này này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Họa tiết thì nó cũng là những cái họa tiết vân sần như này thôi, cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Chất liệu thì chỉ bằng nhựa thôi nhé các bạn nhé. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 50 megapixel, kèm theo đó là một cái đèn flash ở đây. Nó chỉ có một camera thôi nhưng mà nó bao tròn một cái cụm như này đấy để nhìn trông nó kiểu như là có điểm nhấn hơn ý. Và đã lâu lắm rồi thì mình mới có một chiếc điện thoại có thể tháo được nắp lưng ra như này. Đây, mình sẽ tháo ra nắp lưng cho các bạn xem luôn này. Đấy, các bạn thấy không, hoành tráng chưa? Đấy, tháo ra nắp lưng rồi nhá. Rồi, và khi tháo nắp lưng ra thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn là chúng ta sẽ có viên pin 3000 mAh ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ có sim 1 ở đây, sim 2 ở đây và thẻ nhớ ở đây luôn nhá. Nghĩa là máy này sẽ có 2 sim và một thẻ nhớ, không cần phải hy sinh bất kỳ một cái khay nào cả. Loa ngoài thì nó đặt ở đây luôn này. Đấy, thì cái lỗ loa thì nó để ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, pin đây, đặt ở đây đây. Đấy, với cái việc có thể tháo được nắp lưng ra như này thì cái việc sửa chữa nó cũng sẽ rất là dễ dàng thôi. Đấy, tuy nhiên là vấn đề đây là gì? Đấy là tháo được nắp lưng như này thì mình sẽ cảm thấy là cái thiết bị nó hơi ọp ẹp chứ nó không được nguyên khối như là những cái thiết bị khác. Nó chắc chắn, những thiết bị khác thì nó chắc chắn lắm. Nhưng mà công nhận là mặc dù lâu lắm mới mở một chiếc điện thoại Nokia ra nhưng mà nhìn ở bên trong này của nó này. Đấy, trông cũng ra gì phết đấy chứ, đúng nào. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lưng này lại. Đấy, đóng nắp lưng cũng phải khéo khéo một chút đấy nhá. Không là nhiều khi nó cũng có những cái chỗ nó kênh lên đấy. Rồi, ở phía bên cạnh trái người ta hoàn toàn không có gì cả nhá.
phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm năng lượng. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn micro USB thôi, rất là lỗi thời rồi. Và chúng ta sẽ có thêm một cái mic thoại ở đây nữa này. Phía trên này chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5. Đấy, và trên điện thoại này thì có một miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài này rồi. Vừa nãy mình đã nói rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ khởi động màn hình lên và các bạn có thể nhìn thấy là viền của nó thì phải gọi là quá dày luôn. Thực sự là nó dày đến mức độ gọi là vô cùng luôn ấy. Chúng ta sẽ có một cái màn hình theo kiểu dạng giọt nước như thế này, và ở chỗ giọt nước chúng ta sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel. Đây, mình sẽ mở cái camera selfie này lên để cho các bạn xem luôn. Ô, có đèn flash này. Camera selfie có này, có đèn flash này. Ôi, 1.8 triệu có đèn flash này cũng ổn. Nhưng mà camera selfie này sao mình thấy nó tệ thế nhỉ? Để mình thử lau kỹ lại xem nó như thế nào. Đây, không biết có bị dính vân tay nên là nó thế hay không. Đây nhá, mình thử lại nhá. Đây, bật đèn flash này. Ở đây, mình lật ngược camera lại. Đấy. Ô, có đèn flash thật này. Ô, đây có cả nhận diện khuôn mặt luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cái camera selfie này các bạn sẽ chỉ chụp ảnh selfie ở trong những điều kiện phải rất đủ sáng và phải xuôi sáng chứ phải ngược sáng như này. Và thêm nữa đấy là cái camera selfie này mình nói thật chứ chỉ video call là chính thôi. Ô, nhưng mà mình nói thật chứ có mèo có ăn không chứ. Đúng nào. Đấy, còn đây là camera sau của nó này. Đấy. Camera này thì tương đối là bình thường, nếu không nói là tương đối tệ. Đấy, nhưng thôi cũng biết làm nào được từng đấy tiền thôi mà, đúng nào. Rồi, quay trở lại với màn hình của cái chiếc điện thoại này sao? Chiếc điện thoại của chúng ta sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,52 inch khá là lớn. Độ phân giải sẽ là HD cộng 1600 nhân 720 pixel. Tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ đồng ảnh rơi vào khoảng 269 ppi. 269 ppi thì chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên chiếc điện thoại này rồi. Và cái tấm nền này thì mình cũng đánh giá không cao. Khi các bạn nghiêng đi như này thì gần như là nó bị cháy hết các cái màu rồi. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy không đấy. Ở trên ZM Arena thì họ ghi là cái tấm nền này là tấm nền IPS. Nhưng mà mình nghĩ chắc đây chắc chỉ là TFT thôi, chứ là gì được IPS. Tệ quá. Nè, các bạn nhìn này, nghiêng đi như này đấy, nó thay đổi màu sắc, nó biến hết màu đi rồi. Đó, màn hình này thì mình cũng nghĩ là ở mức độ dùng cơ bản thôi, chứ màn hình của nó xấu lắm. Độ sáng thì cũng không cao. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn là mình đã để max sáng lên rồi đấy, để cao nhất độ sáng lên rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ nói về hiệu năng thì sao. Về hiệu năng thì chiếc điện thoại này sử dụng cái con chip gọi là Unishock, mã hiệu là SC9863A. Đấy, thực sự là mình nghe tên con chip này lần đầu tiên luôn đấy. Con chip này thì được sản xuất ở trên tiến trình 28 nanomet. Bây giờ các bạn thấy đấy, các cái chip thì nó bao nhiêu nanomet rồi. Tất nhiên, flagship thì là 5 nanomet rồi 7 nanomet. Nhưng mà tầm trung hay là giá rẻ thì chí ít các ông cũng phải cho khoảng 14 nanomet hoặc 12 nanomet. Chứ ông này ông lại cho đến 28 nanomet. Thế này thì hào phóng quá, đúng nào. RAM đi kèm theo máy sẽ là 2 với cả 32 đối với cả phiên bản mà các bạn mua ở Việt Nam. Còn ở nước ngoài thì chúng ta sẽ có phiên bản RAM 1 bộ nhớ trong 16. Thế tất nhiên là chả ai mua phiên bản RAM 1 bộ nhớ trong 16 thì đến hiện tại cả. Đấy, nhưng mà được cái là nó đang chạy Android Go. Đấy, nó đang chạy Android Go. Nên là những cái tác vụ này chúng ta mở lên thì tất nhiên mặc dù nó cũng từ từ thôi, nhưng mà nó không đến mức độ là phải lag với giật lắm đâu. Đấy, chúng ta sẽ vào trong cái phần này. Chúng ta sẽ vào phần giới thiệu điện thoại này. Đấy. Các bạn sẽ xem là phiên bản Android 11 cái thứ này. Đấy, các bạn thấy không? Tất nhiên đối với một chiếc điện thoại tương đối thuần Google như này thì nó sẽ có cài được các dịch vụ của Google vào đây nhé. YouTube cái thứ này, các bạn cũng thể cài đây được luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà mở lên thì nó khá là chậm. Pin thì cũng chỉ là 3000 mAh mà thôi, chứ cũng không phải là trâu bò gì cả. Và cái Bluetooth của nó thì cũng chỉ là Bluetooth 4.2 thôi. Đấy. Về cơ bản ấy, thì chúng ta sẽ mua Nokia C20 khi nào? Khi mà chúng ta cần một chiếc điện thoại cơ bản để sử dụng. Hộp phụ kiện thì rất đầy đủ, không thiếu cái gì cả, không cần mua thêm gì cả. Thậm chí là tai nghe cũng có, ốp lưng cũng có, dán màn hình cũng có. Nó cũng sẽ có một cái màn hình đủ lớn. Đấy, rồi là cái việc tháo lắp ra nó dễ dàng, sau này chi phí sửa chữa nó cũng sẽ rẻ đi nếu mà nó xảy ra hỏng hóc. Cái màn hình gọi là đủ lớn để chúng ta đọc xem nội dung cái thứ cho nó rõ ràng thôi, chứ bảo là đẹp thì chắc là không. Cái hiệu năng rất là bình thường nếu không muốn nói là yếu. Và cái camera thì tương đối tệ. Đấy, nhưng mà đánh đổi lại thì mức giá quá rẻ, 1.890.000. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này và lại được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 2 năm nữa chạy Android Go? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin về Nokia C20 các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video này, hoặc gọi điện trực tiếp đến Cellphones, đấy, liên hệ trực tiếp đến Cellphones, nói là không muốn lấy quà thì giá cuối cùng họ để cho các bạn là bao nhiêu thì họ sẽ báo ra cho các bạn biết mức giá chính xác nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.